khả năng anh không có kiến thức, không có nhiều kinh nghiệm thì anh ấy chấp nhận ở cái mức này, và đó là một cái khẩu vị đầu tư của anh ấy. Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn về cái khẩu vị đầu tư quỹ. Trước hết thì chúng ta cần phải hiểu về cái khẩu vị đầu tư quỹ là gì. Thế thì tôi sẽ minh họa một cái ví dụ để mà anh chị có thể dễ hình dung được là chúng ta tại sao lại sinh ra cái khẩu vị ở đây, đúng không ạ? Mỗi người sẽ có những khẩu vị khác nhau. Đó. Ví dụ như là anh Tèo anh đi đến cái quán ABC chẳng hạn. Trong cái quán đó thì có rất nhiều các cái món ăn như là phở, bún, miến hay là cơm. Và bây giờ thì anh ấy phân vân không biết chọn cái món gì để ăn ở đây. Đó. Thế thì anh ấy suy nghĩ rất là nhiều. Đó. Anh đến thì anh ấy nghĩ là mình thích cái món gì, mình muốn ăn cái gì đây, đúng không ạ? Rồi thì anh ấy chọn một cái món gọi là món phở mà anh ấy lâu rồi anh ấy không ăn. Đơn giản thế thôi. À, đó một cái nó nhưng mà nó minh họa cho anh chị và các bạn là hiểu về cái khẩu vị. Tức là có rất nhiều các lựa chọn thì chúng ta muốn chọn cái gì là theo cái mong muốn của chúng ta, đúng không ạ? Cái nhu cầu của chúng ta, cái sở thích của chúng ta, cái khả năng chấp nhận của chúng ta. Đó, ví dụ như vậy. Thế thì đi sang cái lĩnh vực tài chính thì chúng tôi có một cái ví dụ rất là gần gũi để cho anh chị dễ hình dung về cái khẩu vị đầu tư quỹ. Anh Tèo anh ý có một khoản tiền và anh ý muốn bỏ tiền vào một cái quỹ đầu tư ABC. Đó. Thế thì ở trong cái quỹ đầu tư này thì nó sẽ có rất nhiều các cái gói đầu tư. Ở đó chính là gói đầu tư 8% trên năm ổn định nhưng mà rủi ro thấp chẳng hạn. Hoặc là 6% trên năm nhưng mà chắc chắn. Đó, rút ra lúc nào cũng được. Hoặc là gì? 15% trên năm nhưng mà rủi ro rất là cao. Hoặc là gì? 12% trên năm nhưng rủi ro trung bình. Đó, rất nhiều những cái lợi ích. Đó, ở đây thì mặc dù là có cái thì bằng tiết kiệm ngân hàng đấy, có cái thì cao hơn tiết kiệm ngân hàng và có cái thì cao hơn tiết kiệm ngân hàng rất là nhiều. Vậy thì anh ý chọn cái nào? Tất nhiên thì ai cũng muốn lãi cao đúng không ạ? Muốn lời nhiều. Nhưng mà lời nhiều thì sẽ luôn đi kèm với cả một cái rủi ro là mất tiền. Đấy, rủi ro mất tiền rất là cao. Và như lần trước thì chúng ta đã nói về rủi ro rồi. Rủi ro là khả năng mà mất tiền. Thế thì lợi nhuận cao sẽ là mất tiền, khả năng mất tiền sẽ cao. Còn lợi nhuận thấp thì khả năng mất tiền sẽ thấp. Đó, đơn giản như vậy thôi. Thế thì anh Đèo anh ấy phân vân rất là đau đầu. Tóm lại là như thế. Và đây là một câu chuyện rất là thực tế, không phải là chỉ riêng anh Đèo mà rất nhiều người khác các bạn ạ. Và tôi đã hỏi rất nhiều các anh chị là anh chị muốn đầu tư vào đâu. Thế nhưng mà luôn luôn có những cái sự phân vân giữa lợi nhuận và rủi ro, không biết chọn cái nào cả. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Sau đây thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ minh họa để cho các anh chị hình dung được cách thức để xây dựng cái khẩu vị đầu tư cho anh Tèo. Cái việc mà xây dựng khẩu vị đầu tư đây chính là chúng ta lựa chọn các cái điều kiện mà chúng ta đầu tư. Đó. Thế thì điều kiện để chúng ta lựa chọn cái kênh đầu tư đấy là gì? Đó. Vì với ví dụ của anh Tèo thì tôi đưa ra một cái số các cái điều kiện. Thứ nhất là anh Tèo anh sẽ đầu tư vào các quỹ cổ phiếu mà niêm yết ở trên thị trường. Đó là các cái cổ phiếu trong rổ VN30. Thứ hai là gì? Anh ấy sẽ lựa chọn các cái doanh nghiệp làm trong cái lĩnh vực năng lượng này, xây dựng này, xây lắp này, ngân hàng này, đó, rồi bán lẻ này. Thứ ba là anh ấy muốn là cái quỹ mà anh đầu tư có thể là linh hoạt trong cái việc là rút tiền này. Và thứ tư là anh ấy muốn là cái lợi nhuận đầu tư của anh ấy nó khoảng 12% trên năm ở một cái mức bình quân. Đó, và anh ấy mong muốn là luôn luôn phải bảo toàn vốn gốc cho mình. Thì đây là một cái danh mục ví dụ cơ bản về cái khẩu vị mà sắp xếp theo thứ tự từ 1, 2, 3, 4, 5 đó để mà lựa chọn cái quỹ đầu tư đó. Sau khi mà xây dựng cho mình được một cái danh sách các cái điều kiện lựa chọn kênh đầu tư
và các cái thông tin khẩu vị của mình đó, thì anh ấy sẽ đưa ra cho mình một cái lựa chọn để anh ấy chọn một cái kênh đầu tư với cái lãi suất là phù hợp nhất. Và cuối cùng thì anh ấy chọn một cái mức là 12% trên năm. Đó. Thế thì ở đây là một cái mức ở mức trung bình. Khả năng anh không có kiến thức, không có nhiều kinh nghiệm thì anh ấy chấp nhận ở cái mức này. Và đó là một cái khẩu vị đầu tư của anh ấy. Nó rất là đơn giản như vậy thôi. Và mình hy vọng rằng là sau cái video này thì anh chị và các bạn sẽ có một cái khẩu vị đầu tư rõ ràng cho bản thân mình trước khi đầu tư, và phải hiểu rõ các cái rủi ro để lựa chọn cho mình một cái khẩu vị đầu tư hợp lý nhất. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin mời anh chị sẽ thêm tiếp các cái video tiếp theo về đầu tư chứng chỉ quỹ mà tôi đã soạn rất là chi tiết cho các anh chị và các bạn.